Vâng, em Vũ Hùng xin chào toàn thể tất cả bác đang theo dõi kênh của âm thanh Vũ Hùng. Và đầu tiên thì Vũ Hùng phép mời tất cả bác đang và đã theo dõi kênh thì mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký ủng hộ kênh âm thanh Vũ Hùng và cũng như là chia sẻ video và kích bầu chuông bên cạnh nút đăng ký để theo dõi và cập nhật những sản phẩm hàng về cũng như là những tham khảo giá cả của những sản phẩm bên em về để phân phối cho báo giá cho tất cả anh em. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 thì bên âm thanh Vũ Hùng lại về những dòng đáy Mỹ cực kỳ là chất lượng và tuyển chọn cực kỳ là đẹp cho tất cả bác cùng chơi và cùng ngắm nhìn. Thì hôm nay đã đem về được tổng cộng là 7 con đáy, trong đó cover chiếm hết là 5 con và một con đến từ hãng WC và một con đến từ Boss. Rồi thì ở đây thì bên em về được một con là cover BT1800. Hôm trước về được một con cũng đã lên được, hôm nay lại về thêm con nữa cho anh em. Model BT1800 này, chạy mặt nguồn monolock hai nguồn riêng biệt, nó giống như là đàn anh của nó là BT2004. Và hiện tại BT2004 thì bên em còn một con nha, hồi chiều thì cũng lên đường một con rồi về Lâm Đồng. Thì bên em chỉ còn lại một con BT1004 duy nhất ở trên kệ kia. Thì bác nào chơi thì liên hệ Vũ Hùng, con BT2004 có giá là 27.500.000 27.500.000 nha. Và ở đây thì quay lại cái con model BT1008 thì về công suất thì nó là 900W trên một kênh và chạy là được là 42 sò, chạy 42 sò cho cả bác nhé. Còn 2004 chạy 48, con này thì chạy 42, hai dãy đèn tín hiệu, 4 nút công tắc bật nguồn, 2 chính 2 phụ và 2 công tắc 2 volume và trên tính cho 2 kênh cover. Đấy, professional model là BT1008 nha. Hàng thì tuyển chọn đẹp long lanh cho tất cả bác. Con này thì đã có mức giá là 18.300.000 nha, 18.300.000. Bác nào chơi thì liên hệ Vũ Hùng, giá cực kỳ là tốt nha. Và hôm nay thì em về được là cover BM1004 đời chữ lớn nha, đời chữ lớn. Đấy, những con này thì đẹp xuất sắc, đẹp xuất sắc hết nha. Và em về được là 4 con. Đây một này, một con này, bên này là 3 con nữa, tất cả là đời chữ lớn hết. Hôm nay em về được 4 con. Đời chữ nhỏ thì em vẫn còn một con nha, đời chữ nhỏ em vẫn còn một con. 4 con, hàng đẹp xuất sắc, chạy là 28 sò, công suất là 200, công suất là 700W trên 1 kênh, chạy 28 sò nha. Và những dòng cover và bốt thì chất âm cực kỳ là hay. Và cover BM1004 thì bên em phân phối với mức giá là 16.500.000, 16.500.000, giá bên em đã bao ship toàn quốc cho anh em nha. Ở đây là bên em về được một con WC MX 2000A nha, dòng cũng cực kỳ là gấu của WC, sở hữu là công suất là 650W trên 1 kênh, 650W trên 1 kênh nha. Và con này chạy là 24 con sò. Con này thì là dòng đáy 2 kênh, dòng đáy 2 kênh cực kỳ là gấu của WC và WC MX 2000A, chạy điện là 230V,
tất cả những cái dòng sản phẩm bên em tiến về đây đều là hàng xuất khẩu hết, hàng xuất khẩu chạy điện là 230V nha anh em, tất cả 7 sản phẩm nha. Và con MX2000A thì hiện tại bên em Thành phố Hồng đang phân phối với mức giá là 14.300.000, 14.300.000 nha. Rồi tất cả giá thì bên em đã bao ship toàn quốc cho anh em. Rồi thì tới cái sản phẩm cuối cùng, đó là sản phẩm Boss 1008 Series 6, về chỉ một con duy nhất. Hôm trước về lẻ tẻ một con một con, thì tất cả cũng lên đường hết rồi. Hôm nay tiếp tục về thêm một con nữa nha. Hàng bao cực kỳ là đẹp. Đấy, cực kỳ đẹp. Em sẽ có clip mà clip tháo ruột cam cho các bạn chiêm ngưỡng ruột cam bên trong. Boss 1008 Series 6 thì hiện tại hàng đẹp long lanh, có mức giá là 17.500.000 nha. 17.500.000, giá bên em đã bao ship toàn quốc cho anh em. Và tất cả những mặt hàng bên em bán ra đều có tặng kèm rack 6 ly cho tất cả các bác, hoặc là dây Canon, Canon đực, Canon cái, hoặc là Canon 6 ly, tùy tùy các bác muốn sở thích, muốn dây hay là muốn rách thì Quốc Hùng đều miễn phí hàng tặng kèm theo với những sản phẩm này. Và giá báo ra thì em cũng đã làm bao ship toàn quốc cho các bác. Tất cả bác nào mà chuyến không đủ thì em bớt 200.000, chuyến có đủ thì em bớt 200.000 nha. Đây, thay vì cái tiền cước thu hộ cho bên vận chuyển thì em sẽ bớt thánh vào tài khoản cho tất cả bác, là mỗi sản phẩm nếu tất cả bác chuyến không đủ là 200.000. Đấy, hôm nay thì em về được 7 sản phẩm như thế này, hàng cực kỳ là đẹp và cực kỳ là hiếm nha nè, rất là ít rồi, giờ hàng rất là khan. Muốn về những hàng mà đẹp và chất lượng như thế này thì rất là khó nha tất cả bác nha. Giá cả thì nó đang lên cao đó, hàng khan hiếm. Nên là giá bên em phân phối ra cái đợt lô này nó đang rất là tốt, thì tất cả bác nào mà nhanh tay chốt đơn thì liên hệ với Quốc Hùng nha. Đấy. Rồi, mọi chi tiết mua sắm sản phẩm thì tất cả bác liên hệ với Quốc Hùng qua hai số điện thoại trên tấm biển màu trắng nha. Rất cảm ơn tất cả bác đã theo dõi video và hẹn tất cả bác video sau.